Ông anh mình trông xấu trai thế mà vỡ được bà chị vừa xinh gái lại còn tốt bụng cho mình cái nick này nữa chứ. Ghê, quân đoàn 2 triệu danh dự lận, sớm muộn đứa em gái này cũng lên làm chủ rồi. Để coi có ai on nào. Ây à, ông anh mình on. Anh hai nhá. Những gì anh dặn chú cứ làm theo là được. Ta nhận kèo bên đó đi. Vâng, để em đây. Ghê nhở, chị dâu mới cho link mà đã mò vào chơi rồi. Buồn cười, cho nick thì trả vào. Mà sao nãy em thấy không khí căng thẳng thế? Căng thẳng gì đâu, mà sau này mò vô tìm hai làm gì? À thì đó, hai cũng biết rồi đó. Chị dâu thì cũng nghỉ game rồi, hai cũng nên... Thì cũng sắp nghỉ game rồi, chỉ là nếu nghỉ quân đoàn không biết để ai quản đây. Trời ơi, con em gái hai ở đây, hai còn phải suy nghĩ ạ. Mày là con gái quản nổi không mà đòi. Thì... Sao đây? Không sao, nói đi. Nó là em gái. Có một rắc rối nhỏ là hiện tại thành viên quân đoàn mình đi bắn cuốn hết rồi anh. Vô kèo bên kia nhận rồi, bỏ cũng không được. Em bán cho. Được không đây, kèo này căng đấy. Nếu em giúp anh thắng kèo này, trước quân đoàn thuộc về em, ok? Thắng đi đã. Anh ơi, nếu thế một người vậy cho bạn em vô được không? Được, em chỉ cần hai người cho quân đoàn là được rồi, anh sẽ quan sát. Em chào anh chị. Hai người kia, tôi là em gái chủ quân đoàn, cũng sắp lên làm chủ quân đoàn nên giờ phải nghe theo tôi. Như vậy mới thắng được, nghe chưa? Yên tâm, một mình tôi cân ba. Đây là do mấy người gục sớm quá nha. Ủa, cậu bảo bọn tôi cứ lên gục để cậu cân ba mà. Thấy không, thắng rồi, làm bà còn bót. Toàn là tôi bắn mà. Cậu dám cãi lời tôi à? Kêu cuối để tôi, để tôi. Đấy, toàn bót, chẳng qua tôi để xem hai cậu bắn như thế nào thôi. Bạn là nhất. Yên, để tôi bắn, không tôi nói anh tôi kích hai người ra khỏi quân đoàn đấy. Cứu tôi bắn như này. Sao nãy kêu tôi không được bắn cơ mà. Tôi lát thôi nha. Thắng rồi nha hai, giờ chuyện chủ quân đoàn cho em đi. Thắng kiểu gì mà trường nó 12 kêu mà mày có 3 kêu vậy? Hai chỉ bảo thắng thôi mà, hai phải giữ lời chứ. Giờ mày solo với kỳ cựu đi, nếu thắng anh sẽ cho mày cơ hội. Dăm ba thằng kỳ cựu, đâu, lôi vào đây. Là tôi nè. Dăm ba thằng kỳ cựu, nãy dám cãi lời tao ạ. Tao phải lên làm chủ con đoàn, tao kích mày ra nhá. Thằng này được. Quá non. Khá quá nhở. Mày non thế ạ, con chủ quân đoàn 2 triệu danh dự. Ôi, nghe nó oai. Em tu rồi anh ơi. Hai kỳ cựu quân đoàn anh thế này là dở rồi. Thế giờ quân đoàn thuộc về em chưa? Em gái anh bắn cũng được đấy chứ nhỉ. Giỏi chuyện. Nhưng hai còn một cái thử thách cuối cùng. Nếu mày làm được, hai sẽ nhường lại quân đoàn cho mày. Gì em cũng chơi, có gì em không làm được đâu. Được đấy, là mày nói nhá. Hay, hai nói nhanh lên, solo với ai nữa, em chết. Đã đầu kỳ cựu, anh sẽ nhường lại chủ quân đoàn cho mày. Cái gì? Hả? Anh. Nhưng hai vẫn còn thử thách cuối cùng. Nếu mày làm được, hai sẽ nhượng lại quân đoàn cho mày. Thì em cũng chơi, có gì là con em gái này không làm được đâu. Đấy, là mày nói nhá. Hai nói nhanh lên, solo với đứa nào nữa, em chấp. Tán đồ kỳ cựu. Hả? Cái gì? Gì mà ngạc nhiên thế? Sao bảo gì cũng được. Thử thách gì mà kêu em đi tán kỳ cựu? Hai chơi thế này là không đẹp rồi. Anh đừng đùa em chứ. Thì đấy, mày làm được thì anh nhượng lại chủ quân đoàn cho. Còn không thì thôi, bye bye. Hay, cho thử khách ạ. Hay, tức thiệt chứ. Anh em mày làm khó nhau chứ. Còn đứng đây làm gì? Cậu nghĩ tôi tán cậu thật đấy à? Không thể tin nổi, anh nghĩ quân đoàn 2 triệu danh dự mà to à? Thà bọn mình đi tán ông chủ quân đoàn nào đó, để kêu tán kỳ cựu chứ, không thèm nhá. Gì đấy? Adu, cho link luôn á. Link chủ quân đoàn chắc giàu lắm ha. Hay, với nhan sắc này thì tán 30 giây là độ thôi. Cô dâu xinh đẹp tìm chú rể xấu xí. Nhanh nào, lẹ lẹ cho 30 giây coi. Gì mà mời không thèm vào trời. Có chuyện gì thế? Thấy đây rồi, nói nhanh nè. 1m65, dáng đẹp, con gái giám đốc, em gái chủ quân đoàn, cho cậu 30 giây để đổ đó. Cậu biết ngay mà, vui quá không nói lấy lời đúng không? Uống nhầm thuốc hả? Không thì giả bộ đổ tôi cũng được, để anh tôi nhận lại quân đoàn cho tôi thôi. Không, sao tôi phải làm vậy? Có máu không cho tôi bình coi. Thế nếu cho thì giả bộ đổ tôi nhá, để tôi... Thế thôi giữ lấy mà dùng. Chỉ là giả bộ thôi mà, không được à? Tôi mà là chủ quân đoàn thì tôi sẽ thăng chức cho cậu lên quyền chủ quân đoàn luôn. No never, thà tôi là kỳ cựu còn tốt hơn. Vì không thể bỏ cuộc được, quê hương là chùm nhãn nhục. Tôi mà lên làm chủ là tôi kích bay cậu ra khỏi quân đoàn. Tôi chỉ cần là... Tôi đã nói hông là hông rồi. Vả lại tôi có người mình hết rồi. Cậu có người yêu rồi á? Thì để tôi xin phép người yêu cậu. Chưa nói xong mà trời, đã trong nhóm rồi. Này tôi... Cái chị hôm bữa solo quân đoàn chung phải không anh? Em chào chị nha. Chào em. Chị chơi luôn với bọn em cho vui. Con lẽ nào đây là người yêu cha nội được không ta? Em ăn cơm chưa? Thời buổi nào tán gái rồi còn hỏi em ăn cơm chưa? Anh cứu chị kia trước đây, chị ấy ít máu hơn. Không sao, cứu kịp mà. Người yêu chắc rồi, quan tâm nhau thế cơ mà. Vậy tí mình xin phép Vin là ông ấy giúp mình và chức chủ quân đoàn. Yes. Lại đứng giữa đồng lút đồ. Trời ơi, phần FA. Em nắm nắm. Gì đây? Lý ra những cái lúc như này phải có địch bắn cho cậu tiêu luôn chứ nhỉ? Anh tưởng có tình yêu là ai à? Vi ơi, thế chị hỏi chút, em với trường yêu nhau lâu chưa? Thì... Em với anh ấy chỉ là bạn thôi, bọn em chơi thân với nhau. Sao cậu nhiều chuyện thế? Ủa, mắc gì cậu cáu với tôi? Nghĩa là hắn ta yêu đơn phương. Chị với anh chơi đi nha, em ốc chút. Em đi đâu á?
tại em có chút việc bận, anh chơi đi. Này, cậu đơn phương Vi à? Liên quan gì đến cậu? Sao thích mà không nói? Nói thì dễ mà sợ cô ấy không đồng ý thôi. Chỉ cần Vi không thích người khác thì tôi sẽ chỉ cậu cách tỏ tình Vi auto đồng ý. Thích người khác thì chắc không có đâu, vì Vi chỉ chơi với tôi. Cách gì vậy? Nhưng mà trước mặt anh tôi, cậu phải giả bộ làm người yêu tôi đến khi tôi lên làm chủ quân đoàn. Chỉ giả bộ thôi đúng không? Chứ ai mà thèm yêu cậu. Vậy kèo này tôi nhận. Nói nhỏ lẻ ghé lít mắt để mùa đông có người yêu nha. Chỉ cần Vi không thích người con trai khác, tôi sẽ chỉ cho cậu cách tỏ tình Vi auto đồng ý. Thích người con trai khác thì không có đâu, vì Vi chỉ chơi game với tôi thôi. Nhưng cách mà gì vậy? Trước mặt anh tôi, cậu phải giả làm người yêu tôi đến khi tôi lên làm chủ quân đoàn. Chỉ là giả bộ thôi đúng không? Chứ ai thì yêu cậu. Vậy kèo này tôi nhận, nhưng cậu phải giúp tôi tỏ tình thành công chứ. Chuyện nhỏ. Ai không ai không. Ai sắp làm chủ quân đoàn chả ai. Ê dạ, anh hai mời. Sao rồi em gái? Đường đường là một hoa khôi mà đứa kỳ cựu quân đoàn anh tán cũng không được à? Anh cứ chuẩn bị nghỉ game đi là vừa. Quân đoàn và cái nick của anh sẽ về tay em. Ghê, vậy một tuần nữa anh đợi tin từ mày. Ê, sao lại một tuần? Trước anh có nói thời gian thì đâu. Thì giờ anh nói, bye. Tức quá. Rồi không biết ổng phải anh mình không nữa trời. Một tuần thì một tuần, sợ gì? Cái gì? Cái gì mà gắt lên với tôi? Không có gì, tóm lại trong tuần này cậu phải tỏ tình Vi đi. Hả? Gì mà trong tuần này? Cậu còn chưa chỉ tôi cách gì mà. Thì ra tôi chỉ này, nhưng tỏ tình thành công, cậu phải giúp tôi ngay đấy. Biết rồi, nhưng có vội quá không? Tôi... Có tôi ở đây cậu sợ cái gì? Vậy giờ tôi làm gì? Để có một màn tỏ tình thành công, trước đó cậu phải để đối phương nhớ lại kỷ niệm lần đầu hai người gặp nhau. Lần đầu tôi gặp Vi á, là ở tháp đồng hồ á. Vậy hôm đó cậu sẽ nhảy tháp. Mà gặp nhau kiểu gì vậy? Hôm đấy tôi đi solo thì có một bạn boss núp ở trên cái nóc nhà hai lầu này nè. Và Vi chính là bạn boss đó đó. Hôm đấy cậu mặc bộ gì nhớ không? Bộ này luôn nè. Rồi xong tôi bóp với nhau. Ôi mà hồi đấy nhìn Vi cô tê lắm. Xong tôi bỏ rồi, đồ rồi, ra biết để rồi, biết là tình cảm đáng yêu rồi. Hôm ấy tỏ tình cậu cũng đứng đây nhá. Ok rồi, nhìn cảnh đẹp rồi đó. Rồi giờ đến công đoạn quan trọng này. Công đoạn tỏ tình. Lúc đó sẽ đứng như thế này. Giờ tôi nói gì cậu nói theo nhá. Chúng ta chơi với nhau lâu rồi, anh không muốn chúng ta chỉ dừng lại ở tình bạn. Nói đi. Chúng ta Thôi thì tôi sẽ nhắn để cậu học thuộc. Còn câu này quan trọng chắc chắn là phải nhớ này. Anh thực sự rất thích em. Rồi nói đi, chân thành lên. Anh nói kỳ quá. Này, anh thực sự rất thích em. Anh Trời ơi, cái câu ngắn thế mà, sao không nói được vậy? Vì cậu không phải Vi. Tự dưng nghe câu này nhói lòng nhỉ. Cũng đúng. Thôi đại khái là vậy, cứ làm như những lời tôi nói là được. Để tôi mời Vi vào. Thay đồ đi kìa, hồi hộp quá nên quên à? À tôi quên, tôi sẽ thành công phải không? Vi on rồi nè. Anh, lát em sẽ giới thiệu với anh một người. Chị Cát cũng ở đây à? Hiền, tí Vi đi theo chị nha. Dạ, làm gì vậy à? Sắp xong chưa? Sang phụ một đây, đông quá. Gì vậy à? À không, Vi ở yên bên này nha, chị qua đó tí. Thêm ít đồ nữa đi. Rồi, nhìn ok rồi đấy. Sẵn sàng chưa? À... Vi ơi, qua đây anh Bảo. Wow, sao nhiều đồ thế này? Em có nhớ đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Dạ, em nhớ, lúc ấy em mới chơi. Xong gặp anh cũng mặc bộ này. Anh cũng để đồ cho em như này. Mà sao vậy ạ? Chúng ta chơi với nhau lâu rồi, anh không muốn chúng ta chỉ dừng lại ở tình bạn. Sao khoảnh khắc này mình lại thấy buồn vậy nhở? Hay không được không được, vui lên, sắp thành công rồi. Chủ quân đoàn sẽ thuộc về mình. Vi à, thật sự anh rất... Sao khoảnh khắc này mình lại thấy buồn vậy nhở? Không được không được, vui lên, sắp thành công rồi. Chủ quân đoàn sẽ thuộc về mình. Vi à, thực ra anh rất... Sao lại out rồi? Có khi nào Vi out là vì Vi từ chối tôi không? Cậu xem là Vi off hay on? Tôi nghĩ có việc gì thôi, chứ cậu đã tỏ tình đâu. Tôi sẽ thành công chứ. À đây Vi on rồi nè. Nãy em làm gì mà tự nhiên out vậy? Em xin lỗi, nãy em có việc nên phải off chút. Mà nãy anh định nói gì với em vậy? Thôi tôi ở đây không tiện, hai người nói chuyện đi. Vi à, sự anh rất thích em làm người yêu anh nha. Em, thực ra em... Đừng đồng ý mà, đừng đồng ý. Khoan, sao mình lại có ý nghĩ gì vậy trời? Em cũng thích anh từ lâu lắm rồi, em đồng ý. Yeah, cảm ơn em. Cát ơi, tôi làm được rồi. Mình phải vui chứ, vì mình sắp được làm chủ quân đoàn mà. Em ăn cơm chứ? Đồ ngốc, yêu rồi mà vẫn nhạt như vậy. Được rồi, bên anh, em không ăn uống cũng thấy no rồi. Để anh cứu em nè. Cẩn thận nó bắn anh đó. Đồ của em nè. Kèo này mình thành công mà sao lại chả vui chút nào vậy? Anh ơi, có địch. Anh đây, có anh bảo vệ em rồi. À mà anh ơi, cho em vô quân đoàn anh được không? Em cũng muốn ở quân đoàn với anh. Rồi, anh mời rồi đó, để chốc anh nói với chủ quân đoàn. Dạ, em vô rồi, chị Cát ơi đồng ý kết bạn với em. À, ok em. Anh hay xin vào. Đúng rồi, nay là một tuần rồi mà. Mình sẽ phải buồn nhở, giờ mình phải vui vẻ nhận lấy. Vi, đợi anh một lát nha. Cát ra tôi bảo nè, thay đồ đôi đi. Làm gì? Chứ không muốn làm chủ quân đoàn à. À nãy giờ thấy anh ấy xin vô nhóm á. Cậu cũng giữ lời hứa đấy chứ nhở. Mà cảm ơn cậu nha, nhờ cỡ cậu nên tôi mới dám tỏ tình á. Tôi mời anh tôi vào nhé.
Adu, gì đấy? Ờ, thì Cát là cô gái tốt, em thật sự thích cô ấy. Đứa em nhạt nhẽo này của anh, vậy cũng tán được chú cơ. Thử thách cũng thành công rồi, đưa chủ con đoàn đi anh. Từ từ, dù gì ấy, cũng là mối tình đầu của em gái anh. Anh cũng phải vô xem mày yêu kiểu mối gì chứ. Mối tình đầu á? Đúng rồi, mà team có 3 người, để anh coi quân đoàn còn ai không để anh mời vào. Ờ, Vi Sinh, thành viên mới à? Chú mới tuyển ở trường, mời thử ra. Ờ, đã. Ờ. Yêu nhau phải chụm đầu với nhau chứ, đúng rồi. Yêu nhau là sao anh? Em là thành viên mới nên không biết hai đứa này là một cặp cho quân đoàn á. Cho đồ nhau tình cảm coi, bọn này kém thế. Này đồ này. Ờ, người yêu chú phải cứu Cát chứ chờ. À vâng em quên. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào vậy? Anh sẽ giải thích cho em sao? Giải thích? Có gì để giải thích sao? Có đủ xu chưa? Em có 6 xu à? Ok, vậy cứu Cát đi. Ờ nhưng... Đúng rồi còn gì, Cát là người yêu chú mà, không cứu Cát nó lại ghen. Mọi người chơi đi, em out. Ờ khoan đã Vi, Cát là tôi xin lỗi, anh chơi đi em out nha. Ủa là sao, có chuyện gì vậy bọn này? Đây này, em hỏi Cát xem, anh sẽ giúp Cát để Cát. Anh im đi, em không muốn nghe gì cả, từ giờ đừng làm phiền em. Ờ khoan đã. Tôi xin lỗi vì thôi mà. Tôi còn yên tĩnh một chút. Anh im đi, em không muốn nghe gì cả, từ giờ đừng làm phiền em nữa. Ờ khoan đã, anh với Cát chị. Tôi xin lỗi vì tôi mà. Tôi còn yên tĩnh chút. Chỉ là bị kích thôi mà, sao lòng thấy đau vậy ta. Anh hai mời rồi, tôi nói sao giờ, có nên nói thật không? Này, sao tự dưng mấy đứa ao hết thế? Nếu mình nói thật thì mình sẽ không được làm chủ quân đoàn nữa. Con bé này, mày có nghe hai nói không? À dạ, em đây, thật ra đúng rồi, mình phải nói sự thật. Hai ạ, thực ra em ở trường. Ơi anh đây, lại thèm trà sữa à? Biết rồi, anh đi mua giờ đây. Đâu, anh có chơi game đâu? Anh nghỉ game rồi, thật mà. Chị dâu kêu hả anh? Thôi nha, anh off game đây, có trường bên cạnh máy. Hai cũng yên tâm hơn, quản quân đoàn cho tốt đó. Ơ nhưng hai ạ, thực ra em ở trường chỉ là... Mà thôi, không sao, mình làm được rồi mà, đáng lẽ phải vui chứ nhở? Sao 3 ngày rồi ông chưa on game nữa? Ờ đây rồi, cuối cùng cũng on rồi này. Trong nhóm có nên xin vô không nhở? Không biết hai người ấy làm hài chưa nữa. Có nên xin vô không ta? Nhưng nhỡ hai người ấy làm hài rồi sao? Ờ mời rồi. Trường ạ, à, Vi à tôi. Chơi với tôi một ván nhé. À được. Nên nói gì giờ? Trẻ lại cứ im lặng như này. Trẻ ra chỗ mình rồi. Sao lại tặng hoa? Cát ơi. Hả? À không có gì. Sao có ăn lắm thì nhớ bật CR7 lên. Ủa trước cậu bảo sao để không bắn tôi luôn đi cơ mà. Vì trước là có tôi thì cậu còn có người cứu. Còn sao? Sao thì sao? À không có gì. Xuống xe. Hả làm gì? Lên tôi chở chứ làm gì. Sao nay cậu ấy lại lạ vậy ta? Nghĩ gì đó, lên đi nào. Cát ơi nhìn nè nhìn nè. Đố cậu biết tôi ở đâu. Gì trời, nay còn làm trò nữa. Ê nay cậu lạ nhở. Đừng nói Vi không yêu cậu nữa. Cậu quay sang tán tôi nhá. Tôi xin lỗi, tôi chỉ chào cậu thôi. Cát à, hết hôm nay là tôi nghỉ game rồi. Cậu quản quân đoàn cho tốt nha. Cậu đừng đùa, cậu đùa chả vui chứ nào cả. Sắp hết người rồi nè, lại chuẩn bị tốt mọi. Cát à, tôi nói nghiêm túc đó. Quân đoàn này tôi không cùng Cát quản được rồi. Tại sao vậy? Có phải vì tôi lên làm chủ quân đoàn nên là... Ngô này, không phải vậy. Vậy, chắc là chuyện Vi rồi đúng không? Để tôi ra tôi giải thích cho Vi. Ờ, khoan đã. Chị còn xin vào đây làm gì? Chị có anh trường rồi, chị còn muốn gì nữa? Vi ạ, chuyện không như em nghĩ đâu. Chị nhờ trường đóng giả làm người yêu chị để anh chị chuyển chủ quân đoàn, chứ chị với trường. Sao tôi phải tin chị trong khi những gì tôi nhìn thấy? Vi ạ, em tha thứ cho trường được không? Chứ nếu em như vậy, trường sẽ nghĩ game mất. Trường nghĩ game thì liên quan gì đến chị? Chị... Thôi được rồi, giờ tôi với chị solo. Nếu chị thua, chị phải chuyển chủ quân đoàn lại cho tôi. Còn nếu chị thắng, tôi sẽ tha thứ cho trường. Chị đồng ý. Ủa, sao chị có thể chấp nhận một kèo không có lợi ích gì cho chị vậy? Chỉ cần trường không nghĩ game thì mọi thứ khác có là gì chứ? Sao chị có thể chấp nhận một kèo không có lợi ích gì cho chị vậy? Vì sao? Vì yêu đó. Không phải nhòa, lặng nhìn cơn mưa, nhẹ ru anh vào vâng, thơ ngàn câu ca đến bên bầu trời. Bạn cuối cùng rồi. Biết bao nhiêu dù... Bạn cuối cùng rồi. Không được, mình phải cố lên. Cố chút nữa thôi là trường sẽ không nghỉ game nữa. Nhiều người hỏi tôi yêu là gì. Yêu là nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc, là bản thân đã thấy vui rồi. Mình thua rồi sao? Tưởng chị bắn hay cỡ nào, hóa ra cũng chỉ là nhờ anh chị nên mới được làm chủ quân đoàn. Giờ thì thực hiện kèo đi chứ. Chuyển chủ quân đoàn đây và rời quân đoàn đi. Trước khi làm vậy, chị muốn em đồng ý với chị một điều. Này thua là thua, đừng có lý do xong lại bùng kèo nha. À không phải, chị chỉ muốn em có thể tha thứ cho trường được không? Ủa gì vậy, đến lúc chị đang bị đuổi ra khỏi quân đoàn mà chị vẫn nghĩ cho trường là sao? Em có thể đồng ý được không? Chị yêu anh ấy rồi đúng không? Nhưng người cậu ấy yêu là em nên em đồng ý với chị nha. Giờ chị sẽ chuyển chủ quân đoàn ngay cho em. Đổi nhác việc của tao đến đây thôi. Không thể tin nổi thằng bạn tao như này cũng có người thích. Ủa em đang nói chuyện với ai vậy? Ngô này, tính chuyển chủ quân đoàn cho người khác luôn hả? Ủa là sao? Mà mày đấy, lo mày yêu con bé cho tốt vào. Nó yêu mày lắm đấy. Không cần mày phải nhá. Ông bạn, mượn người yêu của tôi hơi lâu đó nha. Hả?
con bé chắc đang chấm hỏi lắm. Ráng mà giải thích đi. Bạn nhớ đừng có quên cái kèo nhộng mà bạn bao đó nha. Việc rồi, xong việc rồi. Đi ra cho người ta nói chuyện riêng cái coi. Hạnh phúc nha cô bé. Ủa, rốt cuộc là... Khoan khoan, bình tĩnh, đừng giận nha. Anh chị ơi, cứu em. Ê, anh hai, anh lại on game à? Rồi ai nữa đây? Mày thấy kế hoạch của anh ok chứ? Chào em yêu. Ơ, chị dâu, sao chị lại on nick của ai kia? Nick phụ chị đó. Lâu không chơi lại, thấy sảnh đẹp ghê anh. Cho anh chơi vài bữa nữa nha. Không là không. Anh hai, chị dâu, em cần một lời giải thích. Kìa, nó hỏi kìa. Anh trả lời đi. Trường. Dạ. À đù, dạ luôn. Đúng em vợ anh có khác. Em vợ? Trường nó là em trai chị mà. Em chỉ có 5 xu thôi đấy. Cứu chị dâu đi, anh thì để em vợ cứu Trường nhờ. Dạ đúng đúng đúng. Em còn lời giải thích nha, nãy giờ em vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Thôi nói cho con bé kìa. Thì chị dâu mày nói em trai bà là Trường này chưa có người yêu, lên anh thấy mày cũng ế lên muốn làm nhưng ai. Nhưng mà Trường nói Trường thích Vi. Vi là bạn thân tôi, nó có người yêu rồi. Tôi nhờ nó để xem cái có thích tôi hay không á. Cậu thích tôi đúng không? Không thích, ai thèm thích cậu đâu. Ủa sao cục rồi? Úi giời, thế mà nó còn bảo không thích ấy anh. Không thích thì tôi tán tiếp sao đâu nhỉ. Trông vợ chồng nó cứu nhau kìa. Ai thèm yêu ẩu ấy ơi. Không thèm mà có đứa tính đưa cả con đoàn cho người khác đó. Đấy là do em thua kèo thôi. Thế lý do mày nhận kèo em... Anh kỳ ghê á, cứ trêu vợ em hoài. Thằng em chị được của nó đấy. Chở với nào. Xuống xe, ai thèm chở cậu chứ. Thật, mày xuống đi để em dâu tao chở tao coi. Anh ơi hai người. Mày cũng tập quen dần đi, cãi vợ mình là ra gầm cầu đó. Thôi lên anh chở chú này. Mày phải học chị, mình là nóc nhà. Chuyện là vậy đó, giờ vợ chồng mình yên tâm ợp game rồi. Sao cách chị chủ quân đoàn cho tôi. Thì tôi nghĩ cậu quản quân đoàn tốt hơn tôi. Tôi chuyển lại rồi đó. Sao lại chuyển lại. Vợ làm chủ, chồng ở sao bảo vệ chứ. À đù, VIP.